mất điện thật là bất tiện. Bạn sẽ sống thế nào khi chỉ một giờ mất điện? Hãy đừng lo lắng và băn khoăn, thiết bị máy đổi điện Musky của chúng tôi có mặt tại đây để giúp đỡ bạn. Máy đổi điện Musky là thiết bị tích hợp nhiều tính năng cơ bản nhằm khắc phục hoàn toàn những khiếm khuyết của lưới điện hiện nay tại Việt Nam. Khi mất điện thì thiết bị sẽ tự động chuyển đổi điện áp từ bình ắc quy để biến dòng điện một chiều thành điện xoay chiều sóng sinh chuẩn 50Hz như lưới điện hạ áp quốc gia, phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong hầu hết các lĩnh vực. Khi điện lưới trở lại bình thường trong giải ổn áp của thiết bị thì nó sẽ tự động chuyển chế độ sang chạy điện lưới có ổn áp, đồng thời tiếp tục tự động nạp điện cho ắc quy bằng mạch nạp thông minh. Khi điện lưới thay đổi đến mức thấp hơn 155V hoặc lớn hơn 270V thì tình trạng chập chờn về điện này sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng các thiết bị điện trong nhà bạn bị chập và cháy. Nhưng khi sử dụng máy đổi điện Musky thì điện lưới dù có thay đổi đến mức thấp hơn 155V hoặc lớn hơn 270V thì thiết bị sẽ tự động chuyển đổi sang chế độ backup để tiếp tục cấp điện cho phụ tải. Khi có điện thì máy đổi điện Musky sẽ có chức năng tự động nạp điện cho ắc quy mà không cần phải mua thêm một thiết bị nạp điện thông thường khác, vừa tốn kém lại vừa lỉnh kỉnh phức tạp. Nếu với một chiếc máy phát điện bình thường mỗi giờ chạy với 1kW thì sẽ phải chi phí mất khoảng hơn 20.000 đồng. Trong khi đó với máy đổi điện Musky thì một giờ làm việc với cùng một nguồn năng lượng tiêu hao tương đương thì chỉ mất khoảng 2.000 đồng. Nếu bạn sống ở các khu chung cư thì việc sử dụng máy phát điện là điều không được khuyến khích sử dụng vì độ an toàn của thiết bị không cao và gây tiếng ồn rất lớn. Còn với máy đổi điện Musky thì khác, việc sử dụng thiết bị rất an toàn về điện, không phải tốn thời gian vận hành hay đấu nối phức tạp, bạn chỉ cần ấn công tắc và thế là thiết bị có thể hoạt động một cách hoàn toàn bình thường. Thiết bị của chúng tôi hoạt động không gây bất cứ tiếng ồn nào và thậm chí nhiều khi bạn còn quên mất sự có mặt của một chiếc máy với rất nhiều tiện ích này. Máy đổi điện Musky có giá vô cùng hấp dẫn với 2.950.000 đồng cho loại 1.000V ampe và chỉ có giá 2.800.000 đồng cho loại 800V ampe. Musky không còn nỗi lo mất điện.